xin kính chúc mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào và sẽ đồng hành với chúng tôi trong một cái thời gian lâu nhất có thể. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Vân còn nhớ là 23 năm trước, Vân có một cái sân khấu, đó là sân khấu Phú Nhuận. Và 23 năm sau thì ngày hôm nay, Vân lại được đứng ở một cái sân khấu mới, một ngôi nhà mới. Nó có một cái điểm giống nhau và có một điểm rất khác nhau. Điểm giống nhau ở chỗ là 23 năm trước và 23 năm sau thì cái niềm đam mê sân khấu nó vẫn y như nhau, nó không có một cái gì thay đổi cả. Cái điểm khác nhau ở chỗ lúc đó 23 năm trước mình là một người phụ nữ còn rất khỏe. Nhưng mà 23 năm sau, tức là thời điểm hiện tại bây giờ thì sức khỏe kém quá, rất là kém. Thực ra cũng chẳng biết tại sao mà nó lại nghẹn lời. Chắc có lẽ là bởi vì tôi nghĩ là với cái sân khấu học đường này thì mình cần phải có nhiều sức khỏe hơn nữa để mà mình có thể thực hiện được cái ước mơ, cái công việc của mình. Nhưng mà rất may mắn là 2-3 năm trước thì mình dùng cái vốn sức khỏe tự có của mình. Còn bây giờ thì xung quanh mình có rất nhiều những người có thể hỗ trợ được cho mình trong cái lần, nó gọi là cái lần mà vượt lên chính mình lần này. Vâng, ngày hôm nay đầu tiên là Vân đã có được cái sự cộng hưởng của trường đại học kinh tế, của ban giám hiệu trường đại học kinh tế, một cái sự cộng hưởng mà Vân đi tìm kiếm rất là lâu, và đùng một cái đến cái lúc mình tưởng tuyệt vọng rồi thì mình gặp đó là cái sự cộng hưởng đầu tiên. Cái sự cộng hưởng này á, nó rơi vào cái câu slogan của sân khấu học đường, đó là stay a play, stay a footer, có nghĩa là một sân khấu, một điểm văn hóa, một sân khấu, một nét văn hóa được gìn giữ. Đó là cái điều mà đúng cái tâm nguyện của tụi Vân là sao? Là cùng nhau để thực hiện, thiết kế một thế hệ khán giả tương lai cho sân khấu. Mình không dám nói sân khấu nước nhà, bởi vì ở đây nó chỉ mang tính gói gọn là cái tâm huyết của trường đại kinh tế và của Vân cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong sân khấu kịch Hồng Vân cộng hưởng với nhau. Còn mình làm được cái điều gì đó hoặc làm được hay không thì đó lại là tương lai mới có câu trả lời. Thành ra Vân không dám nói cái chữ sân khấu nước nhà, Vân chỉ dám dừng ở chỗ là sân khấu thôi.